Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine nguy cấp. Tình hình ở Ukraine, một thành phố chiến lược ở Donetsk có vẻ nguy cấp đối với lực lượng Kiev. Quân đội Nga đã thành công trong việc cải thiện vị trí của mình ở ba mặt, Đông, Tây và Nam, đồng thời thọc sâu hơn đến trung tâm thành phố. Các nguồn tin Ukraine báo cáo rằng tình hình rất căng thẳng ở pháo đài. Về phía Pokrovsk, lực lượng Moscow tập trung vượt qua Selidov từ phía Nam. Bộ binh Nga tiến xa hơn về phía Tây Ukraine và họ cũng được cho là đã giành thêm lãnh thổ theo hướng làng Sukirin sau bước phát triển mới nhất của đối phương về phía toresker quân đội ukraine đã cho nổ tung tòa nhà cao nhất tại khu mỏ quân đội nga khẳng định đây là cuộc tấn công của họ nhưng xét trên nhiều yếu tố thì khả năng cao ukraine đã lên kế hoạch cho nổ tung nơi này tình hình ở kupiansk cũng trở nên tồi tệ hơn với lực lượng kiev quân đội kiev cố gắng tiến xa hơn về hướng sông oskin hậu cần của ukraine có nguy cơ bị cản trở nghiêm trọng trong khu vực nếu nga giành được quyền kiểm soát hỏa lực qua cây cầu ở senko theo hướng Kursk. Quân đội Ukraine tiến về phía Bắc Malaya, Losnia và có lẽ đang bao vây lính Nga ở trong làng. Theo thông tin mới nhất thì chắc chắn vẫn còn một số binh sĩ Nga tại đó. Nga tấn công bao vây Ukraine từ ba hướng. Kênh Ridoka cho biết Nga đã chính thức mở chiến dịch tấn công vào Ukraine. Trong hai năm trước đó, quân đội Nga đã nhiều lần tấn công vào pháo đài này nhưng đều không thành công những trận chiến ở Ukraine khiến Nga đổ máu và tổn thất nặng nề. Tuy nhiên giờ đây, ngày càng có nhiều cơ sở để khẳng định pháo đài này sắp sụp đổ. Thành phố thực sự trong tình trạng bị bán bao vây, áp lực dồn từ ba hướng cùng lúc. Từ bờ bắc, sông Kaslakech, từ cách ngôi nhà nông thôn Ukraine và từ các mỏ Nam Donbass số 1 và số 3. Các họng kìm của quân đội Nga ngày càng siết chặt hơn với lực lượng Kiev trong đồ hầm. Ukraine tháo chạy. Ukraine đang cố gắng tháo chạy khỏi vị trí của họ tại Ukleda dưới áp lực của lực lượng Moscow. Đơn vị Ron of the Vinci của quân đội Ukraine đã bỏ các vị trí trong thị trấn và rút lui hôm 23 tháng 9. Một số binh sĩ Ukraine thì bị bắt. Kênh RV Voenscorry cho biết quân đội Ukraine và các nhà phân tích gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ Ukleda thất thủ đã cận kề. Nga đang tấn công Ukleda sĩ quan truyền thông có biệt danh Alex của Ukraina viết. Một nhà phân tích quân sự nổi tiếng của Ukraina xác nhận rằng tình hình tại Ukraine đang trở nên đáng buồn. Quân đội Nga sẽ đơn giản bao vây nó và lực lượng đôn trú của chúng tôi sẽ phải rút lui trước mối đe dọa này. Theo tất cả dữ liệu nhận được, nhóm lực lượng Kiev tại Ukraine thực sự ở trong tình thế nguy ngập. Quân đội Nga đã cải thiện đáng kể vị trí của họ trong những ngày qua, bao vây thành phố trong thế cộng kìm và ngày càng siết chặt hơn. Nếu không có gì bất ngờ, tiền đồn kiên cố cuối cùng ở mặt trận kể từ năm 2014 của Ukraine sẽ sớm thất thủ. Quân đội Ukraine phát hiện 12.000 mục tiêu mỗi tuần nhờ trí tuệ nhân tạo AI. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine về số hóa, ông Katerina Chenogorenko cho biết, Lực lượng phòng vệ phát hiện 12.000 đơn vị thiết bị của Nga mỗi tuần nhờ nền tảng trí tuệ nhân tạo Avenger. Nền tảng này được phát triển bởi Trung tâm Đổi mới của Bộ Quốc phòng Ukraine. Kết quả đã được thông qua phân tích tự động video từ máy bay không người lái và camera cố định. Nền tảng cho phép người vận hành đưa ra quyết định nhanh hơn và hiệu quả hơn, giảm nguy cơ mắc lỗi do mệt mỏi. Đồng thời, nền tảng này tiếp tục cải thiện khả năng nhận diện nhiều loại phương tiện, ngay cả trong điều kiện khó khăn, chẳng hạn như xe tăng ẩn trong rừng hoặc xe chiến đấu bộ binh di chuyển trên đường đất. Nga có bước tiến đáng kể tại Pokrovsk. Lực lượng Moscow đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một trong những nhà xưởng của doanh nghiệp Motorsik ở Zaporizhia do Ukraine. Một loạt vụ nổ cũng xảy ra tại Kramatorsk thuộc vùng Donetsk. Theo hướng Kupiansk, Stavrop, quân đội Nga phát triển nhanh về phía Kulikivka và đã tiến được vài km về phía tây. Chiến trục Oleksandrivka, Kalynivka, quân đội Nga tấn công trên khu vực đô thị Donetsk chiếm toàn bộ Kirov. Theo hướng Pokrovsk, quân đội Nga đã có những bước tiến đáng kể ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Khersonka về phía Mykolayka. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đã kiểm soát Chernihiv Beach, tham gia vào các trận chiến giành Chernobyl. Việc chiếm được nơi này sẽ cho phép bao vây lực lượng quân đội Ukraine trên các cánh đồng ở phía đông Donetsk. Ở nam Donetsk, các nhóm xung kích của Nga chiến đấu trên các tuyến đường tiếp cận Ukraina và tấn công từ hai sườn tìm cách bao vây các đơn vị quân đội Ukraine trong thành phố. Báo cáo tối 23 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, 125 cuộc giao tranh xảy ra trong vòng 24 giờ qua. Tình hình ở hướng Pokrovsk và Kurakhov vẫn căng thẳng. Cùng lúc đó, tại khu vực Kursk, quân đội Nga thực hiện 10 cuộc không kích và khai hỏa ồ ạt phá phản lực. Báo cáo viết, đã có 125 cuộc giao tranh trong vòng 24 giờ qua. Nga tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và lãnh thổ của Ukraine, 55 cuộc không kích, thả 76 bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 662 UAV và thực hiện hơn 3.800 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung đột của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Serversk, Kramatorsk, Toretsk, Kurakhov, Vremovsky, Orekhov, Dnipro, lực lượng phòng vệ tiếp tục hoạt động ở khu vực Kursk. Trong 24 giờ qua, Nga thực hiện 10 cuộc không kích nhằm vào khu vực Kursk bằng 14 quả bom dẫn đường và thực hiện 6 cuộc tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Đối phương đang hướng những nỗ lực trọng tâm của mình theo hướng Pokrovsk. Tại đây trong ngày họ đã tấn công 30 lần vào các khu vực Vodvichensk, Marinovsk, Miroliubovsk, Novotoreskoy, Nikolaevka, Novogrodavska, Churapska, Krasnaya và Zelensky. Nga tấn công bao vây pháo đài Donbass. Một chỉ huy bộ binh của lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine, được gọi là Oskar, ngày 24 tháng 9 cho biết, lực lượng Nga liên tục tấn công thị trấn Vuleda ở tỉnh Donetsk và tình hình ở khu vực trở nên căng thẳng liên tục. Mặc dù có những dấu hiệu ổn định gần Pokrovsk, trọng tâm của cuộc tấn công của Nga tại Donetsk, nhưng tình hình trở nên nghiêm trọng hơn tại Vuleda. Thị trấn tiền tuyến nằm cách khu vực Nga kiểm soát Donetsk khoảng 50 km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với tỉnh Zaporizhia khoảng 40 km về phía đông. Lữ đoàn cơ giới 72 bảo vệ Vuleda trong gần 2 năm, vì lực lượng Nga đã cố gắng kiểm soát thị trấn này kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022. Theo chỉ huy Ukraine, quân đội Nga liên tục tiến về phía Vuleda cố gắng tiến từ các hướng khác nhau dọc theo tiền tuyến. Ngay khi lực lượng Nga tìm thấy cơ hội để tiến công, họ bắt đầu triển khai các đơn vị tấn công tại đó. Nga hiện đang sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong các cuộc tấn công vào Volida, bao gồm bom dẫn đường trên không, xe bọc thép, pháo, súng cối, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV. Chỉ huy Oscar nói rằng tất cả binh lính và mọi phương tiện có sẵn đang được quân đội Nga triển khai theo hướng này. Đối phương có thiết bị dùng một lần mọi xe bọc thép tiếp cận vị trí của chúng tôi hầu hết đều bị đốt cháy và các cuộc tấn công diễn ra hàng ngày. Adri Kovalenko, quan chức của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cũng cho biết, Nga đã phá hủy thị trấn Vuleda và đang cố gắng tiến công từ hai bên sườn.